nhiên. Cái máy này có hai máy phát là 14, tổng hai máy phát là 14 MW. Đây máy kia, đây là công suất định mức 7290 kW. Đây là cột nước 73,79 m, cột nước mắc là 85,8 m, cột nước in là 73,79 m. Tốc độ định mức là 100 vòng một phút, lưu lượng của tôi in là 10,84 m³/giây, 7290 kW. Runaway speed đó là tốc độ lồng tốc đấy, 1164. Đây là phần tuabin, còn phần máy phát thì công suất định P mức là 7 kW, công suất điện đa pha, công suất điện F 7000, 6300 là cái điện áp đầu cực, dòng là 802 ampe, tần số 50 Hz, kiểu cấu lối là sao, mã xuất tháng 5 năm 2010. Đây gọi là cái này gọi là một cái bộ thở nhé, dầu nó sẽ bay, cái hơi nước nó sẽ bay lên tuyến này. Đây là bộ thở, đây là cái thước đo dầu rồi, thước đo dầu các bạn, đây thước đo dầu, các vạch đây, các vạch chia các vạch đây, nếu mà trong cái khoảng màu xanh này là mức dầu còn đủ nhá, dưới này cái khoảng này nó là mức dầu thiếu. Giống vành góp chổi than, đây là tủ kính từ, đây các bạn xem tủ kính từ nhé, đây tủ kính từ đây. Inverter đang là 109,7 V, dòng điện inverter đang là 565 ampe, PUS, áp máy phát tần số 49,86 Hz. Đấy, UG công suất đang là 6468 kW. Đây, chế độ vận hành của cái từ này có đây, chế độ vận hành chính dòng đây, cái nắp đây đang là
suất khoảng tháng này cũng công suất tác dụng. Và đây ra cũng nhận tôi ấn dừng khẩn cấp là các bạn sẽ dừng khẩn cấp phần này đèn khởi động này còn là sáng. Còn đây là cái khóa và chúng ta kiểm tra điện áp. Chưa được 13 mê. Nước của mình thấp như thế, cao như thế mình phải